Ukraine nói giai đoạn phản công chính còn ở phía trước. Quan chức Ukraine khẳng định đợt phản công đang diễn ra đúng kế hoạch, giai đoạn chính còn ở phía trước và còn quá sớm để đánh giá kết quả. Mỗi ngày chúng tôi đều đạt được bước tiến, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia ngày 23 tháng 6 tuyên bố. Tiến trình này dần dần diễn ra, quân đội chúng tôi đang giành được chỗ đứng trên tiền tuyến và tiến lên một cách tự tin. Bà Malia cho biết các sự kiện lớn và đợt tiến công chính đang ở phía trước, quân đội Ukraine sẽ triển khai một số nguồn lực dự trữ cho đợt phản công. Bà Malia khẳng định đợt phản công đang diễn ra đúng kế hoạch và còn quá sớm để đánh giá kết quả. Không nên nghĩ rằng đợt tiến công sẽ nhanh chóng diễn ra và kết thúc sau một giờ. Chiến dịch phản công không diễn ra như thế, bà Malia nói, đồng thời thừa nhận các bãi mìn của Nga ở mặt trận phía Nam chắc chắn làm chậm tốc độ của đợt phản công. Theo Thứ trưởng Malia, Nga đang củng cố lực lượng dọc theo tiền tuyến, cũng như điều động các đơn vị đổ bộ đường không (DGV) đến khu vực phía Nam và phía đông Ukraine. Trong khi đó, lực lượng dự bị Nga di chuyển tới phía đông và đột phá bất thành phòng tuyến của Ukraine. Giao tranh rất ác liệt diễn ra tại Kupian và Liman trong hơn một tuần qua. Quân đội Ukraine ngăn được đối phương, bà Malia nói. Các đợt tiến công quy mô lớn gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng Nga và giờ họ đã dừng lại. Cùng ngày, phát ngôn bộ chỉ huy miền đông của quân đội Ukraine Serhiy Chervovy cho biết lực lượng nước này đẩy lùi các đợt tiến công của Nga trên hướng Liman, Kupian. Đối phương pháo kích 535 lần vào vị trí của chúng tôi trong ngày qua, ông Chervovy nói, đồng thời cho biết Nga không kích 4 lần và pháo kích 282 lần vào các vị trí của Ukraine gần Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 6 cho biết Ukraine nỗ lực tiến công nhiều nhất tại hướng Nam Donetsk, Zaporizhia và Donetsk. Quân đội Nga đẩy lùi 3 đợt tiến công của Ukraine tại hướng Nam Donetsk và 4 đợt ở hướng Donetsk. Không quân và pháo binh Nga tập kích vị trí các đơn vị Ukraine tại tỉnh Lugansk trên hướng Liman. Ukraine tung các lữ đoàn do NATO huấn luyện cùng vũ khí phương Tây vào đợt phản công bắt đầu từ đầu tháng 6. Giới chức Ukraine tuyên bố chiến dịch phản công thành công một phần và tái kiểm soát 8 làng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine mất nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng như xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp M2 Bradley. Các quan chức Nga ngày 22 tháng 6 cho biết sau hơn 16 ngày chủ động tiến công, quân đội Ukraine chịu tổn thất đáng kể và phải giảm hoạt động để tái tập hợp và tái trang bị. Họ nói Ukraine mất hơn 13.000 binh sĩ, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng nhiều xe tăng, thiết giáp trong nỗ lực bất thành nhằm phá vỡ phòng tuyến của Nga. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất. Thank you.